Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tô Bộ trưởng đớp miếng ăn kit test Việt Á, vì sao ông Tổng lại ém? Hồi tháng 6, tờ báo Sputnik đã có bài viết trong đó có câu hỏi rằng Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế ai bị điểm danh? Trong đó họ đã liệt kê ra các bộ dính đến gói thầu mua kit xét nghiệm rởm của công ty Việt Á, bao gồm Quốc phòng, Y tế, Công an. Trong đó Bộ Quốc phòng đã bị sở gáy với dự án nghiên cứu của trường Đại học Học viện Quân y. Còn Bộ Y tế thì quá rõ ràng với án tù trong Bộ trưởng Nguyễn Thành Long. Tuy nhiên, còn Bộ Công an thì chưa cho đến nay, ông Trọng vẫn chưa dám đụng đến. Đây hình ảnh Bộ Công an cũng dính chàm sao ông Nguyễn Phú Trọng lại bỏ sót. Theo báo cáo của 30 địa phương, bộ ngành được kiểm toán đã mua gần 2.162 tỷ đồng kit xét nghiệm từ công ty cổ phần công nghệ Việt Á, trực tiếp với công ty này hoặc qua trung gian phân phối. Điển hình, những nơi được kiểm toán nhà nước điểm danh đã mua kit xét nghiệm từ Việt Á như một số đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Y tế, Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Dương, Đồng Tháp, Tiền Giang và còn rất nhiều tỉnh thành khác nữa. Vậy câu hỏi là vì sao Bộ Công an lại lọt lưới lần này? Nhiều Nguyễn Phú Trọng đã từng nói, chống tham nhũng là ta chống ta. Ta ở đây chính là phe ta. Như vậy, mục đích thanh trừng nội bộ của ông Tổng Bí Thư đã bị lộ, bởi vì ông đã từng tuyên bố chống tham nhũng thì không có vùng cấm. Mà trong trường hợp Bộ Công an liên quan đến vụ kit xét nghiệm của ông Tổng lại không cho khui bộ này, đây là một câu hỏi đang được đặt ra. Ông Trọng không khui vụ ăn chia kit xét nghiệm ở Bộ Công an cũng không có lý do gì để giải thích. Bởi ông Tô Lâm đang là công cụ của ông Tổng Bí Thư đánh án Việt Á, mà bắt ông Tô Lâm tự đánh ông ấy thì làm sao ông ấy chịu ra tay? Có khi ông ta lại phản lại thì lại khổ cho ông Tổng Bí Thư. Ông Tô Lâm hiện nay rất có giá. Nếu ông Tổng không dùng Tô Lâm thì lập tức có thế lực khác nhảy vào, dụ dỗ. Cho nên ông Nguyễn Phú Trọng đã làm lơ cho sai phạm của Bộ Công an trong việc chia chác với Việt Á là điều không phải là không làm. Không thể khác được. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng dường như đang bao che cho ông Tô Lâm. Trong một nền chính trị mà coi trọng quyền lực hơn luật pháp thì việc kẻ phạm tội này bắt kẻ phạm tội khác là điều khó tránh khỏi. Bộ Công an thì đầy rẫy tiêu cực, nhưng việc khui ra những sai phạm cũng phải chọn đối tượng mà khui, không thể khui bừa bãi. Khui lung tung không khéo, thuộc hạ phản lại thì lại khổ ông Tổng Bí Thư cũng như ông Bộ trưởng Bộ Công an. Kể ra, ông Nguyễn Phú Trọng quá nuông chiều ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Từ việc ăn thịt bò rắt vàng đến sai phạm trong vấn đề cấp hộ chiếu cũng được ông Tổng Bí Thư cho qua hết. Và dường như ông Tô Lâm giờ đây không còn coi kỷ cương phép nước và thậm chí là kỷ cương của Đảng ra gì. Biết bao nhiêu người trong Đảng đã chỉ trích cái sai của ông Tô Lâm trong việc cấp hộ chiếu mới mà ông đều phớt lờ đi tất cả. Ông Trọng không dám làm gì. Muốn cho ai đó làm được việc thì phải dung túng kẻ đó làm bậy. Đấy là tư tưởng vô cùng nguy hiểm. Chính vì lẽ đó mà khi ông Tô Lâm thấy rằng ông làm công cụ đắc lực cho người có quyền lực cao nhất thì ông không còn sợ ai nữa. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Có người cũng nhận xét thấy ông Tổng Bí Thư đánh án ồ ạt, những tưởng là ông có tinh thần thượng tôn pháp luật. Thế ông nói rằng chống tham nhũng không có vùng cấm, nhiều người cũng nghĩ ông thượng tôn pháp luật. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ vào những bản chất vấn đề này thì người ta thấy rằng ông Tổng Trọng đánh án là có chọn lọc. Ông thẳng tay với kẻ không nghe lời nhưng lại bao che cho thuộc hạ. Và Tô Lâm là trường hợp điển hình nhất hiện nay. Mặt khác, ông Tổng còn e ngại những quan tham cứng cựa như Nguyễn Tấn Dũng và nhóm ăn đất Sài Gòn, Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đua. Điều đó cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng về bản chất không phải là mẫu người thượng tôn pháp luật. Có lẽ danh hiệu đúng cho ông nhất chính là người cộng sản trung thành. Ông trung thành với cái cổ hủ của Đảng Cộng sản và ông làm mọi cách vì nó. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tổng Trọng rung quầy dọa khỉ, Chủ tịch Phúc xanh mặt hay cười khẩy. Vụ Việt Á cứ lắng lên rồi lại bùng tới
và lần sau nó lại bùng lại dữ dội hơn cả lần trước. Nhiều người không nhớ rõ lần bùng cháy lần này là lần thứ mấy của vụ Việt Á. Đây được xem là một trò ú tim, mong trọng dựng lên để khủng bố tinh thần những ông quan chức nào có dính đến vụ án này. Lần trước, ông Trọng cho quét sạch những giám đốc CDC ở các tỉnh. Từ vị trí CDC đến tứ trụ thì còn xa vời vợi, nên lửa của Việt Á khó mà táp vào chiếc ghế ông chủ tịch nước cho được. Tuy nhiên, lần này thì lại khác. Ông Tổng cho tóm luôn Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng thì xem như lửa Việt Á khá gần với Trung ương. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang bày ra trò chơi mới. Nếu bắt Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long thì ông Tổng không bắt được nhiều. Nhưng đã bắt đến Bí thư tỉnh thì xem như các bí thư khác phải xem lại mình đã chùi mép kỹ hay chưa. Nếu chưa chùi mép sạch thì việc ngọn lửa Việt Á cháy đến mồm là khó tránh khỏi. Không biết vụ Việt Á được thổi bùng lần này, ông Tổng chỉ nhắm vào các quan đầu tỉnh hay nhắm luôn cả vào tứ trụ. Đây là ý đồ trong đầu ông Tổng, không ai mà biết được. Tuy nhiên, những ai có liên quan đến vụ bê bối này không thể ngồi yên được mỗi khi ông Tổng lại cho ra quân. Chỉ còn nửa tháng nữa là đến hội nghị Trung ương lần thứ 6 của Đảng. Ông Tổng chơi trò thổi lửa Việt Á bùng cháy như thế này thì khó ai nghĩ ông Tổng không chú ý. Gì chứ kinh nghiệm chính trị ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có thừa. Có thể ông chỉ dùng chiến lược dùng cây dọa khỉ để ông chủ tịch sợ mà lo rút đi. Chính trị là trò chơi đầy nhẫn tâm, không hạ được đối thủ nhưng có thể dùng cây dọa cho đối thủ hoang mang mà thiếu sáng suốt cũng là một chiến thuật hay. Ông Tổng hiện nay đang rất muốn bứng ông chủ tịch ra khỏi chiếc ghế để trả công cho đệ tử ruột Tô Lâm. Mất công tận tụy phục vụ ông Tổng đã đánh án bao lâu nay mà ngay cả sang tận Đức để bắt cóc người. Tuy nhiên, việc đẩy ông chủ tịch ra khỏi chiếc ghế giữa nhiệm kỳ không phải là dễ, bởi không thể đẩy ông này đi bằng cách buộc tội công khai bằng pháp luật mà chủ yếu là dùng áp lực ngầm. Việc đem đến quan đầu tỉnh ra trảm thì điều đó cho thấy ông Tổng đang có ý định cho những đối thủ thấy rằng ông không ngán gã nào. Tuy nhiên, ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã kinh nghiệm rất nhiều chức vụ cấp cao, đặc biệt gần đây là nhiệm kỳ thứ hai ông Phúc có mặt trong tứ trụ. Không dễ gì dọa được ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm đã điều tra được những gì về phu nhân của ông Chủ tịch nước. Hồ sơ điều tra về vợ ông Chủ tịch nước có dính đến Việt Á nay cũng đang trong ngăn kéo của ông Tô Lâm. Nếu bứng ông Chủ tịch Phúc dễ dàng thì ông Tổng Trọng và ông Tô Lâm đã bứng được. Cho nên, khó có thể nói ông Phúc phải xanh mặt. Tuy nhiên, về đức mộ, mức độ liên quan của bà Trần Thị Nguyệt Thu với Việt Á, không biết ông Trọng đã khui ra hết hay chưa. Đặc biệt là số điện thoại lạ có trong điện thoại của Phan Quốc Việt đã được ông Tô Lâm điều tra xác minh được hay chưa. Đó là câu hỏi mà nhiều người đang đặt ra. Cái hay của chiến thuật dùng cây dọa khỉ được phát huy tối đa khi đối thủ không biết ta có nắm được yếu huyệt hay không. Chính họ không nắm được nên họ mới sợ. Còn nếu họ biết kẻ chơi trò dùng cây dọa khỉ không biết gì hơn thì kế dùng cây dọa khỉ sẽ vô tác dụng. Ở đây số điện thoại bí ẩn là một ẩn số. Nó có thể làm cho ông chủ tịch nước phải xanh mặt nếu ông chủ tịch không biết Tô Lâm có điều tra được hay chưa. Còn nếu ông chủ tịch biết ông Tô Lâm bế tắc trong vấn đề điều tra thì ông chủ tịch nước sẽ cười khẩy trước những chiêu trò của ông Tổng. Bài sẽ bị lộ không sớm thì muộn. Đến sau hội nghị Trung ương 6, việc ông Trọng có nắm được tử huyệt của ông chủ tịch nước hay không thì ông chủ tịch sẽ phải rời ghế, còn không thì ông chủ tịch nước vẫn ngồi đó thôi.